du khách cầu an sinh, cầu nước nhà hưng thịnh. Mùa xuân đã đến, xuân hồ thiêng, dạt dào sông nước mênh mông, về thăm di tích đền an sinh thờ Bảo Đài thuộc vòng cung Đông Triều. Nơi đây có cảnh đẹp làm mê lòng người, núi non trùng điệp hùng vĩ, cây cối tốt tươi, thông đàn reo ca, và hầu như cả bốn mùa đều có mây trắng vờn quanh như rồng lượn. Chùa Ngoạ Vân được xây dựng vào thời Trần. Đây là một trong những công trình trọng điểm nằm trong hệ thống di tích Yên Tử, nơi vua Trần Nhân Tông tu thiền và sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một giáo lý Phật đạo đậm tư tưởng và phong cách Việt Nam. Tại di tích Ngoạ Vân Đông Triều còn có lăng mộ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nơi mà Ngài đã hóa Phật. Văn bia trong khu di tích khắc ghi Trần Triều Nhân Tông Hoàng Đế Lăng. Cuộc đời, sự nghiệp của Đức Vua Trần Nhân Tông gắn liền với những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc, hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược. Người đã làm nên một tên tuổi lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đức Vua Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất rời bỏ ngai vàng, khoác áo nâu sồng, tu hành. Và cho đến ngày nay, văn hóa Phật Pháp, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của người vẫn luôn tỏa sáng, làm cho cả dân tộc tự hào và bay lên trong tư thế tự chủ, tự cường. Ngoạ Vân, miền đất hào hoa và linh thiêng. Cứ mỗi độ xuân về thì con dân đất Việt lại hành hương lên chùa Ngoạ Vân chiêm bái tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nằm an nhiên trong Ngoạ Vân am cổ kính, thành tâm và thăng hoa cảm xúc. Thưa nhà văn Đinh Đức Cường, ông có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mình về danh thắng Ngoạ Vân, sự tác động của nó đối với việc sáng tác văn học không ạ? Am Ngoạ Vân nằm trên núi Bảo Đài, hay còn gọi là dãy núi Vẻ Rồng, thuộc xã An Sinh, huyện Đông Triều. Đây là một cái danh thắng kỳ quan rất là đẹp, mang nhiều dấu ấn lịch sử và của cả một cái vùng trầm tích chưa được khai phá hết. Đông Triều còn có nghĩa là triều đình phía đông. Đây có thể coi là một cái mảnh đất tao đàn bạc khách, địa linh nhân kiệt. Chùa Quỳnh Lâm, nơi đã sáng tạo ra thị thập bát tú và cái thị xã Bích Động, nơi có đền sinh thờ tám vị vua Trần, và đây còn là nơi yên nghỉ của các vị hoàng đế và hoàng hậu triều Trần. Khi đứng trên Ngoạ Vân thì trước một cái vẻ đẹp hùng vĩ của núi non và những cái danh thắng gần như còn nguyên sơ, thì chúng ta có thể quan sát được cả một cái vùng rộng lớn và thấy cái vẻ đẹp rất là kỳ vĩ. Không ít những nhà văn, nhà thơ tốn rất nhiều giấy mực để ca ngợi và viết về cái mảnh đất này, và tôi cũng không ngoại lệ. Thời gian vừa qua thì ông có sáng tác bài thơ Xuân Ngoạ Vân được đăng trên các ấn phẩm báo chí và văn học nghệ thuật. Cảm xúc khi mà viết bài thơ này như thế nào ạ? Khi mỗi độ xuân về, nhìn các cái dòng người hành hương lên Ngoạ Vân, nơi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã tu hành rồi nhập cõi Niết Bàn và hóa Phật, nơi còn lưu giữ xá lị của người,
thì cái lòng cảm xúc lâng lâng và muốn cho mọi người, nhân dân trong cả nước biết đến cái di tích lịch sử Ngoại Vân, một cái miền trầm tích chưa được khai phá hết, thì tôi đã viết cái bài bút ký Xuân Ngoại Vân. Thì cuối bài bút ký là một cái bài thơ: Ngoại Vân mây trắng vờn đỉnh núi, vi vút trúc reo giữa lưng đồi, bóng người mờ ảo trong sương khói, hoàng đế này chỉ một mà thôi, giặc tan nhường ngôi xa quý, cứu dân độ thế để muôn đời, thiền phái trúc lâm cho đất Việt, hồn sau tên tuổi sáng rạng ngời. Ngày xuân theo dấu người đi trước, đón bạn về đây với quê tôi, đông triều mảnh đất vùng Đông Bắc, nơi vua hóa Phật của bao người. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Đinh Đức Cường. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với ca khúc mới Xuân Ngoại Vân, lời thơ Đinh Đức Cường, âm nhạc Đỗ Hòa An do ca sĩ Phương Anh thể hiện. Lòng ta đã về
là hồn ta giàu thêm lòng nhân ái. Và các bạn, chương trình giới thiệu tác phẩm mới ca khúc Xuân Ngoạ Vân của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các nghệ sĩ đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị sẽ đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.